Ê, Lâm ơi, có tin vui cho mày nè. Tin vui gì anh Hải? Anh vừa gọi điện cho NTN, thì NTN chịu giúp mày cũng như là lấy lạc ấy. Ủa gì hả anh Hải? Trời ơi, thiệt mà. Thì bây giờ là NTN sẽ đối đầu với lại là sư phụ hacker của bé Lâm nha anh em mày. Thì hôm qua là tôi đối đầu gọi anh em mà, nhưng mà cay mới chửi không ấy. Nói chung thì thắng nó được rồi mới lấy lạc bé Lâm được anh em mày. Nhưng mà hôm qua tôi thua, áo ma cực kỳ luôn. À, theo như mày là trận đấu này NTN thắng được không? Thắng được chứ. Được đúng không? Mình cũng tin tưởng vào NTN anh em ơi. Bởi vì mình thấy là NTN cũng có kỹ năng ấy. Với lại là có nhiều anh em comment kêu mình là nhờ NTN đi. Thì mình cũng có nhờ anh em ơi. Bởi vì NTN chính là bản thân của mình ấy. Mấy nồi thanh niên Lâm nói chung là bị mất ạt gần sáng giờ. Cũng không có chơi game được anh em. Nấy thành ra là nó ngồi chơi Lego nè anh em ơi. Đây, thì bây giờ anh em mày vô cũng như là xem NTN bắn nha. Dạ. Hello, lại là mình Sima đây anh em ơi. Đây, NTN đang đứng kế mình anh em à. Hello, NTN ơi. Nói chung là bạn bè lâu năm rồi tôi mới nhờ tới ông ấy. Thì bây giờ là ông có nhiệm vụ giúp tôi là đối đầu với lại là sư phụ của bé Lâm. Thì ông chỉ cần thắng thôi, vô gặp đâu cũng như bắn đó. Và nếu như mà ông thắng ấy, thì muốn gì cũng được luôn, ok không? Còn non là xanh lắm. Đây rồi anh em ơi, cuối cùng là tôi đã tới phòng rồi. Và nếu như mà anh em cho là NTN sẽ thắng ở trận đấu này á, thì anh em comment đó là NTN cố lên nha. Cảm ơn anh em nhiều nha anh em ơi. Phía bên kia chính là chùm đồng nhập là sư phụ của bé Lâm anh em à. Rồi bây giờ tôi vô luôn nha, để tránh tình trạng mà câu giờ nha anh em ơi. Ngồi buồn lấy thung bắn gùi, bắn qua bắn lại bắn nhầm con cá. Ok anh em ơi, thì cuối cùng là trận đấu cũng bắt đầu rồi. Thì bây giờ xem là NTN hạ được sư phụ bé Lâm không nha. Cố lên trời, cố lên trời, hay quá. Ui, một phát đầu tiên là NTN lấy được một tí đâm đỏ anh em ơi. Ui, 181 máu anh em à. Rồi xong, thứ gì mà chịu nổi. Ok, bây giờ là tôi sẽ đổi gió cũng như là quan sát chùm đồng nhập sư phụ bé Lâm nha anh em ơi. Để xem là hôm qua thanh niên này bắn như nào mà ăn được tôi anh em à. À, lúc nãy là tôi thấy là kêu ngồi cũng uy tín phết anh em ơi. Thì trận đấu này là thanh niên này mua bằng UMP anh em à. À, được đấy, kêu UMP này nói chung tôi cũng thích bắn anh em ơi. À, đây rồi, ui, cố lên NTN ơi. Phải nồi gấm ghê không nội. À, sao mà đỡ được, trời ngủ rồi trời. Tính ra là thanh niên này bắn cũng ghê phải chưởng anh em ơi, ra đạn là cũng vô đầu ấy. Nhưng mà không sao, NTN lấy được một tí mũ rồi. Ui, phải nồi 119 máu bể nồi công điện luôn anh em ơi. Căng quá anh em ơi. Hiện tại là UMP với lại M40 là NTN đang bắn anh em à. Đấy, phải thế, trời ngủ rồi trời, combo này chính là combo mà gọi là cực kỳ là yêu thích của tôi luôn anh em ơi. Uầy, tính ra là bây giờ tôi mới để ý là hiện tại NTN đang dùng bông keo giống như lại là sư phụ bé Lâm anh em à. Hèn gì nãy giờ tôi thấy là có một cái bông keo mà đặt nhiều quá chữ luôn ấy. Tôi cứ tưởng là NTN bị lát anh em ơi. Mày nhân này, ui, xíu nữa là bể nó cũng điện rồi. Ok, chỗ này tôi không biết là NTN thắng được không anh em ơi. Nhưng mà theo như kinh nghiệm của tôi đoán là có thể thắng được ấy. Cố lên, cố lên, đây rồi, mày nhân á mày. Ui, pha này là không trúng anh em ơi. Adu, rồi xong. Vãi nồi thật sự luôn, thanh niên này núp ngay cầu thang anh em ơi. Tính ra mình thấy sư phụ bé Lâm bắn cũng ghê ba chữ luôn ấy. Thì mình nghe nó nói là bất kỳ ai solo với nó mà thắng được ấy nó mới chạc anh em ơi. Còn ngoại trừ bé Lâm ra thì nó không cho bé Lâm bắn anh em à. Chứ là mình nghĩ nó bắn không lại bé Lâm đâu. Cái gì thanh niên Lâm này bắn tao nói tới một chuyện luôn anh em à. Chứ là nó hơi gán ấy. Nhưng mà không sao, nói chung là không có bé Lâm thì vẫn ok anh em ơi. Bây giờ tôi vẫn tin tưởng vào NTN ấy. Ok, cố lên, đè ơi, mày nhòn này, ui vẫy nồi, cũng trúng anh em ơi. Cố lên, trời gũ rồi trời, sao mà đỡ được, ui, có đâm đỏ anh em ơi. Ngon lành này, bây giờ là khả năng cao là thanh niên kia bơm máu rồi. À đây nó không bơm máu luôn anh em ơi, mày nhòn này, trời gũ rồi trời. Thằng kia bắn liều mạng kinh khủng luôn anh em ơi. Liều mạng á mày, này thì liều mạng nè. Rồi, bây giờ là hai điều rồi anh em ơi, ngon rồi. Bây giờ tôi sẽ đổi gió cũng như là quan sát sư phụ bé Lâm nha anh em ơi. Thì trận đấu nãy là tôi quan sát không kỹ ấy, cho nên là trận đấu này tôi sẽ quan sát lại nha. Ok. Ui, tính ra là thanh niên này phải nói là đam mê UMP sao ấy. Trận đấu nãy tôi quan sát là bắn UMP, trận đấu này lại tiếp tục bắn UMP anh em ơi. À đều rồi, gặp nhau rồi anh em ơi. Cố lên NTN ơi, chơi con máu. Trời ngủ là trời, vẫy nồi không trúng anh em ơi. Đều rồi, ui, thanh niên này cũng nhận được keo cũng cực kỳ nhanh luôn anh em à. Đấy rồi, trời mày, xong mày rồi, hết cứu rồi. Ui, còn một tí máu kìa anh em ơi. Ui, pha này NTN công qua chơi con máu là ngon rồi. Nhưng mà chắc mình nghĩ là NTN không biết là nó còn bao nhiêu máu đây anh em ơi. Tự NTN mà biết là nó còn 20 máu kiểu này công lên là ngon rồi. Ui vãi chữ thật sự luôn anh em mà, cực kỳ là tiếc luôn. Hay quá, rồi mày xong mày rồi, hết cứu mày bữa nay rồi.
Hôm qua tới giờ với Lâm nó không có ạc chơi game á anh em, thì nó chuyển sang cũng như là chơi Lego anh em ơi. À thì kênh nó là có quay clip short đấy, nhưng mà nó buồn ạc tôi nó quay anh em à. Nhưng mà ạc tôi thì nói chung là chủ yếu tôi quay cũng nhiều ấy, cho nên là chỉ cho nó mượn một lúc cũng như là quay thôi anh em ơi. Và quay xong rồi nó lại trả tôi anh em à, chứ tôi không có cho nó mượn cũng như là chơi game anh em à. Bởi vì ạc tôi là để quay clip cho anh em xem ấy. Và tôi rất là muốn là trận đấu này lấy lạc cho nó anh em ơi. Ê đậu xanh đậu đố đậu đen, thằng này nó chân gian cực điển luôn kìa anh em ơi. Và ấy kênh nội nó đứng ở đó nó núp mình đợi nè, tên nào lên không để ý nó bắn anh em à. Thành quá. Ui cái nồi bơm máu như thế mà nó cũng bắn luôn kìa, ảo ma cực kỳ luôn. Anh em thấy là khi mà nó bắn nóc nè tên nào xong ấy, nó bật hành động xe cũng như là nó khịa anh em ơi. Hôm qua có một lần là tôi đặt keo nhưng mà còn hở một xíu ấy, thì tôi đứng bơm máu anh em à, sau đó là nó bắn tôi cây váy nồi luôn ấy. Thằng này công nhận đúng kiểu sinh ra là chơi gian luôn rồi. Ok cố lên nè tên nào ơi. Bây giờ nói chung là mới ba điều thôi anh em ơi, còn nước thì còn tát. Rồi xong nó lại tiếp tục là chơi dơ chơi bẩn nữa rồi anh em à. Người ta chưa ra chỗ solo nó đã nhắm cũng như là nó bắn rồi anh em ơi. À chơi dơ mày, lần này mày tới công chuyện rồi. Ui thằng này bắn đau thế nhỉ. Hiện tại là mũ của nó tới nào còn tí kìa anh em ơi. Ui trời ơi chơi số mũ đi chơi còn gì nữa. Phải nồi. Tính ra là pha này là một tí nữa thôi là được tới nào bay đầu với lại đang yếu máu nữa anh em ơi. Bắn liều mạng kinh điển luôn. Cố lên mày nhờn mày. Ui không trúng rồi anh em ơi. À, sao mà đỡ được trời ơi là trời. Pha này đúng đẹp luôn anh em ơi. Ok 4-3 rồi. Căng đét đàn đẹt luôn chứ còn gì nữa. Hai cây Wemby luôn. Tạm thời là NTN dẫn trước một ván rồi anh em ơi. Tức là tỷ số hiện tại là 4-3 rồi. Ui cố lên NTN ơi. Bây giờ còn 3 ván nữa trời ngủ luôn trời. 3 ván nữa là lấy được ạc cho bé Lâm rồi anh em ơi. Nói chung là thanh niên sư phụ bé Lâm á là nó kiểu hát ạc bé Lâm như thế ấy. Nhưng mà chắc mình nghĩ nó kiếm chuyện với mình anh em à. Bởi vì nó biết mình làm YouTube ấy. Ui vãi nồi. Chưa làm gì nó đã bắn bay đầu rồi kìa anh em ơi. Thôi không sao, thua keo này tao bày keo dán gùi anh em à. Bây giờ là NTN đang có là M40 với lại là UMB anh em ơi. Đấy, bắn tiêu liên như này nó mới gọi là uy tín anh em ơi. Tôi kiểu như là thấy NTN là ít bắn quan sót anh em. Nhưng mà tôi thấy là NTN bắn UMB là cực kỳ hay luôn anh em ơi. Đấy, bắn tiêu liên như này mới an tâm anh em à. Cố lên, uy vãi nồi. Chưa gặp nó bắn là còn đúng một tí mũ luôn kìa. Thằng này cũng nhận là cực kỳ ghê luôn anh em ơi. Cố lên, uy nó quan sót luôn kìa anh em à. Vãi nồi thật sự luôn. Áo ma cực kỳ. Thề luôn á là tôi đúng cây sư phụ bé Lâm luôn ấy. Thì từ nãy giờ anh em có để ý là khi mà nó bắn nóc NTN xong là nó bật cái hành động nó cà khịa không anh em. Trời ngủ rồi trời, áo ma kinh điển luôn. Ok cố lên NTN ơi. Trận đấu này phải quyết tâm cũng như lật lên là 5-4 hay nhầm 5 điều anh em à. Đấy hiện tại là bị thua một ván rồi anh em ơi. À xong mày rồi, lần này mày hết cứu rồi. À, sao mà đỡ được. Ui thằng này công nhận là keo cực kỳ nhanh luôn anh em ơi. Vãi nồi nó núp sau cái thùng container nữa. À, mày nhờn hả mày. Ui, không trúng rồi. Cố lên được rồi. À, dứt điểm này rồi xong. Vãi nồi thua nữa rồi anh em ơi. Bây giờ 6-4 rồi. Bây giờ mà nãy tới nào là kèo được ấy, tôi cho 100.000 kim cương luôn anh em ơi. À thì hôm qua là tôi đối đầu với lại là sư phụ với Lâm anh em, thì có nhiều anh em comment nói tôi là bắn gà này kia kiểu ấy và công ẩu ấy. Nhưng mà thật ra là hôm qua tôi đã bắn hết sức mình luôn anh em ơi. Kỹ năng tôi bao nhiêu là anh em thấy là ga đạn vô đầu rồi quan sát các kiểu ấy. Nhưng mà bắn lên 6 điều thì chẳng cuối cùng là cũng hơi đen xíu anh em ơi. Thành ra là bị bắn nóc ấy. Nếu như mà tôi thua 7-0 này kia tôi mới là gà anh em mà. Còn hôm qua là tôi bắn lên 6-6 là thua 7-6 anh em ơi. Thì anh em mà kiểu muốn tôi nhờ ai nhớ là comment phía dưới nha. Nhưng mà hy vọng là trận đấu này là tôi nào thắng anh em ơi. Thắng là khó nhờ anh em mà. Đấy thắng là coi như lấy được ạc rồi. Hay quá. Full đỏ luôn anh em ơi. Nhờ hả mày, lần này là kèo chắc chắn rồi. Những anh em nào mà chưa biết ấy thì sư phụ của bé Lâm chính là hacker anh em ơi. Thì dạy bé Lâm là cách đồng nhập này cũng như là cách lấy làng ấy. Thì bởi vậy bé Lâm nó mới nhận làm sư phụ anh em à. Nhưng mà cũng nhờ thế bé Lâm nó lấy được rất là nhiều ạc cho mọi người luôn. Nhưng mà lần này thì nó mất ạc ấy, nó đồng nhập là ạc của nó cũng không được luôn anh em ơi. Thằng này cũng nhận đúng kiểu như là giải bé Lâm cái đồng nhập ấy nhưng mà nó vẫn fit được anh em à. Thành ra là bé Lâm nó không vô được ấy. À đây rồi, cố lên. À, tính ra là từ nãy giờ mình để ý là sư phụ bé Lâm nó cứ thủ anh em ơi. Nó đợi này tên nợ công lên rồi nó mới bắn ấy. Vậy nó thằng này cũng nhận là chơi cực kỳ là dơ luôn. Ui đây rồi anh em ơi. À, rồi xong, con rồi anh em à. Cố lên. Hình như là sư phụ bé Lâm nó yếu máu rồi anh em ơi. Đây rồi, chơi đi nè tên ơi. Rồi xong, chịu luôn anh em ơi. Nói chung thì trận đấu này tôi thấy là NTN cũng bắt hết sức rồi anh em à. Trận đấu này nói chung là cũng khá là căng ấy. Nhưng mà cũng không thắng được anh em ơi. Thấy nồi không hiểu luôn á. Thanh niên này công nhận là ga đạn là auto vô đầu luôn, tôi chịu luôn anh em à. Anh em thấy là NTN vô đầu thì nó cũng vô đầu anh em ơi. Cay thật sự luôn.
Ok, thì nói chung là hôm nay tôi nhận được tin nhờ nhưng mà không thành công rồi anh em ơi. Thì bây giờ anh em mà muốn tôi nhờ ai nhớ là comment phía bên dưới nha. Tôi sẽ đi liên hệ với lại là idol Free Fire nào bán hay ấy thì giúp tôi nha anh em ơi. À thì tôi quen tôi mới nhờ được anh em mà, nói chung là không quen thì cũng không nhờ được ấy. Cho nên là anh em cứ comment nha, tôi quen ai tôi nhờ nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là tới phần câu hỏi mỗi ngày nha, anh em trả lời đúng này cũng nhớ là mà tặng kim cương cho những anh em nào mà trả lời đúng luôn nha. Chúng ta lấy tay đấm vào xe Lamborghini thì bao nhiêu cái xe đó mới nổ đó anh em, nhớ là trả lời đúng này kèm theo đi game của anh em nha. Và nhớ là lên shop cmavis.com của mình cũng như là quay kim cương nha anh em ơi, đường link tôi kiếm phần comment cũng như là phần mô tả nha. Ok bây giờ tôi đi nhờ một người nào đó anh em à, bye bye anh em.